đúng đúng thuốc em uống nhé. Em ơi, em có uống được không? Thế em có ăn cơm không? Thế chị đi lấy một tí cơm em ăn trước nhé. Chị chưa kịp nấu cơm em ăn tạm cái này hết trước nhá. Thì nghe chị nấu xong rồi mình ăn xong. Ăn mấy miếng á? Ăn nhiều tí mới có sức chứ. Ăn miếng á. Không ăn. Em ngủ đây chỉ đi tìm thuốc về sắc em uống nhé.
ăn cơm đi. Chị nấu được cơm đấy. Em thấy đỡ hơn chưa? Em ăn đi, bố ăn nhiều nhá mới có sức đấy. To lên phải không? Ăn đi. Em chưa từng ăn đùi gà bao giờ á? Thế bố mẹ em đâu? Mất hết rồi. Bố mẹ mất hết rồi á? Ừ. Thế em một mình hay là em ở với ai? Ở một mình. Em ở một mình thôi á? Em ăn nhiều vào đi. Ăn cơm. Ăn nhiều vào mới có sức. Thế em sống một mình à? Thế em ra suối làm gì? Em đi câu cá bán á? Thế lần sau nhất to đừng có đi một mình nhá.
lấy kiếm đâu ra. Đi mua cái gì ăn. Em về á? Ừ. Thế em đi ở với chị? Chắc em phải về. Thế em không gọi đi ở với chị à? Không có gì đâu mà em không ở với chị thì em đi thì cẩn thận nhé. Ừ. Cho mình có mình cho em đi, em đói em được ăn nhé. À, chị cũng bán rau được một ít tiền chị đưa cho em nữa. Thế em đi nhá. Ừ.
Quế? Cá ớt nè. Ờ, mới tới tin rồi. Ủa mừng chán bắp cử yếu nè. Ờ, chán bắp cử yếu à? Ừ. Bắp cử yếu của lì mà. Cá mở bắp cử? Muốn xây dựng nè. Ừ. Ủa nè, bắp này cá mở chán bắp cử à? Đang có cho nó mở bắp cử chá sổ. Hãy subscribe cho kênh Thào.
bye bye bye. Bye bye bye. Tú kia ăn đâu đây?
Ông làm gì hết? Em đi. Đâu rồi cô em? Ông làm gì hết? Ông làm mình làm gì thôi? Bỏ ra ra ông mình làm tôi gì thôi? Bỏ ra ra! Anh thì làm gì tôi, đừng có làm gì tôi nhá. À, anh có làm gì đúng không? Để em nói nhá. Để em nói cho anh nghe nhá. Em...